giờ này bạch mã trơn đang rộn ràng hôn lệ. Nàng đang gục đầu trong vòng tay âu yếm của mình, cho nhau từng nụ cười, cho vậy sẽ đang cần cháu ai cháu như tầm cha lại lời thề nguyện ơi. Tại sao
phải về một nơi xa sông lòng. Tôi biết con yêu nước sẽ về mặt bà sơn, vui câu ngô phụ cùng các vùng quân đông tần. Dân muội là kẻ ở quê chung với dân em nệm mâm, nên muốn ân cần trao tặng cho ca chiếc áo kẹo xương gió ngàn phương sẽ làm nặng vai người phiêu bạc giang hồ. Long cô nương xin ân ca nhận cho tiểu mũi được vui lòng, mai mốt tay mũi sẽ ra đi để làm kỷ niệm.